Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đến với chương trình Đi Inside, bàn tròn chuyên gia của khối quản lý tài sản VNDirect. Trong giai đoạn đại dịch Covid đang lan rộng ra toàn thế giới, với hơn 10 triệu người nhiễm bệnh và trên 500.000 người tử vong, Việt Nam chúng ta rất tự hào khi là một trong số ít quốc gia đã phần nào khống chế được dịch lây lan trong cộng đồng, để nền kinh tế và cuộc sống người dân dần dần hồi phục. Tuy nhiên, đại dịch Covid bùng phát, giao thương quốc tế gần như đóng cửa đã làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu. Từ đó làm bộc lộ những yếu huyệt về an ninh kinh tế của nhiều nước, đặc biệt là về sản xuất trang thiết bị y tế cũng như những đồ dùng thiết yếu. Việc đứt gãy nguồn cung ứng đó có thể gây nên những cuộc chiến căng thẳng giữa các quốc gia trên thế giới. Vậy, xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu đang diễn ra như thế nào và Việt Nam sẽ được lợi gì từ sự dịch chuyển đó? Trong chương trình Đi Inside số 15 này, xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi lắng nghe chia sẻ của chuyên gia Nguyễn Tú Anh, Vụ trưởng phụ trách Vụ Kinh tế Tổng hợp, Ban Kinh tế Trung ương về chủ đề Dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu hậu Covid-19, Việt Nam được gì? Xin mời quý vị bắt đầu chương trình với chúng tôi nhé! Vậy thì chúng ta có lợi thế so sánh trong những ngành nào? Bởi vì có những cái ngành mà chúng ta sẽ hoàn toàn không có năng lực so sánh, đúng không ạ? Và rõ ràng nếu tôi dịch chuyển thì tôi sẽ rất muốn dịch chuyển vào những cái nơi mà ở cái khu vực đấy người ta đang phát triển rất mạnh, rất tốt cái ngành này. Ví dụ người ta nói dịch chuyển về dược liệu, dịch chuyển về thiết bị y tế, thì người ta đang nói về đâu ạ? Người ta đang nói về Trung Đông, về Jordan, về Ai Cập. Đấy là hai trung tâm mà các cái tập đoàn TNC chuyên sản xuất về thuốc, dược phẩm và tất cả đấy, là nó đang tập trung ở đấy. Và chi phí ở đấy cũng đang là rẻ. Và đó là những cái nơi mà thì chúng ta đang cảm thấy chúng ta sẽ rất khó cạnh tranh để thu hút được về đấy, đúng không? Vì nếu chúng ta chưa có. Tuy nhiên ở Việt Nam chúng ta sẽ có một bài học từ Samsung. Một doanh nghiệp có thể xây dựng nên một ngành công nghiệp. Chúng ta nói trước khi Samsung đến, chúng ta nói về ngành điện tử chúng ta, có lẽ chúng ta đều cười, đúng không? Vì chúng ta không có gì về để phát triển ngành điện tử, về ngành sản xuất điện thoại di động và kể cả các cái gọi là ITC. ITC thì chúng ta có cái viễn thông, đúng không? Nhưng mà khi mà Samsung và LG đổ vào đây với một cái quy mô vô cùng lớn như chúng ta chứng kiến như hiện nay, thì chúng ta sẽ thấy nó hình thành nên cả một cái ngành công nghiệp của Việt Nam. Và đấy, cái chiến lược đấy là một chiến lược nhảy vọt. Giúp cho, nếu mà bình thường ấy, tôi nói về vĩ mô một chút, tức là khi một cái chiến lược mà phát triển của một cái nền kinh tế ấy, thì thông thường ấy, nó từng bước là nhảy, như chúng ta phát triển từ một cái ngành này, từ ngành này bắt đầu nó có những cái link sang cái ngành gần gũi với nó, thì bắt đầu chúng ta sẽ phát triển cái ngành gần gũi như kiểu cái vết dầu loang ấy. Nó đi đến đâu thì nó loang, bắt đầu là chúng ta sẽ nhảy từ ngành này. Nhưng mà từng bước như thế nó sẽ rất là chậm chúng ta, bởi vì chúng ta có rất ít. Và nếu chúng ta chứng kiến trên thị trường chứng khoán Việt Nam, thử xem cái tính đa dạng cái hàng hóa của thị trường chứng khoán Việt Nam ta có không? Hầu như chúng ta không có, đúng không? Và cái tính đa dạng không có nên cái thị trường nó cứ lên, khi nó lên là nó lên đồng điệu mà xuống đồng điệu. Bởi vì mà lên nhiều xuống nhiều là tôi nhìn thấy là, bởi vì nếu chúng ta có đa dạng hàng hóa, đa dạng ngành nghề thì ngành này xuống ngành kia lên thì nó tôi chuyển từ ngành này sang ngành kia. Thì như vậy là cổ phiếu này xuống thì có cổ phiếu kia lên nó đỡ lại. Nhưng chúng ta tính đa dạng nó không có. Chúng ta đa dạng không có thì như vậy chính vì là khi nào lên là lên đồng loạt, mà xuống thì lại kéo xuống nhau, kéo đồng loạt. Nó không có cái sự thay đổi mà. Và chính là nhiều khi chúng ta lại thấy là tại sao thanh khoản thị trường như thế, thanh khoản không có. Vì thanh khoản muốn có là tôi muốn đổi từ cổ phiếu này sang cổ phiếu kia, tức là tôi phải có cái lựa chọn thứ hai. Nhưng ở đây tôi bán thì tôi không biết là tôi bán thì tôi sẽ mua cái gì ở đây, đúng không? Như vậy ở đây là vấn đề về đa dạng của ngành nghề, của hàng hóa. Khi nền kinh tế ta đang phát triển ở cái mức, ở cái tốc độ, ở cái trình độ như hiện nay là đang thấp, thì tính đa dạng hàng hóa là thấp. Và tính đa dạng thấp thì cái cơ hội tăng trưởng của chúng ta là vẫn có. Chúng ta muốn tăng trưởng được, muốn phát triển được, chúng ta phải đa dạng hàng hóa, đa dạng những cái ngành nghề chúng ta có. Và nếu mà chúng ta hút được những cái ông mà chúng ta chưa bao giờ sản xuất ở Việt Nam, và ông rất to, ông đến đây phát tự nhiên tạo ra một cái ngành công nghiệp như ông Samsung, tôi nghĩ đấy là một bước đột phá mà một thành tựu mới, biết đâu chúng ta có cái đấy. Thì nhưng mà cái đấy là một cái hy vọng, những hy vọng đấy thì thôi thì phải chờ. Nhưng mà cái thứ hai, cái mà tôi nghĩ là hiện thực hơn là đấy là những ngành mà chúng ta được chứng minh là chúng ta có lợi thế so sánh, chúng ta có năng lực cạnh tranh thực sự. Mà hiện nay nó nổi bật thứ nhất là ngành điện tử. Điện tử chúng ta thấy là gì? Xuất khẩu vào Mỹ và Trung Quốc trong 4 tháng đầu năm là tăng 10% và 5,7%, tôi không nhớ rõ đây, nhưng mà nó tăng khá mạnh trong cái thời điểm hiện nay. Mà đấy là chủ yếu dẫn dắt là của cái ngành điện tử
và ngành thiết bị máy móc phụ tùng và những cái ngành về điện thoại. Đấy, như vậy rõ ràng là trong khi cả thế giới bị thụt giảm thì chúng ta đã xuất khẩu rất mạnh những cái thứ đấy. Và cái thứ hai là nó thể hiện được là chúng ta cũng rất là linh hoạt khi mà đứt nguồn cung từ Trung Quốc, chúng ta lại tăng nhập khẩu rất nhiều từ Đài Loan và Hàn Quốc, để mà thấy rằng đấy là cái sự trưởng thành của cái ngành này. Thì tôi nghĩ rằng là nếu mà chuyển dịch chuỗi cung ứng sang Việt Nam ấy, thì đấy là những cái ngành mà chúng ta có thể hy vọng nhất, là nhiều nhà ví dụ như chúng ta có thể hy vọng rằng một ngày nào đó, đúng không, như chúng ta thấy là Apple sẽ sản xuất tại Việt Nam, đúng không? Vì đấy là ngành chúng ta có lợi thế, chúng ta hoàn toàn có thể sản xuất được cái đấy. Hoặc là gì, Google sản xuất ở Việt Nam và tất cả những ngành liên quan này. Thì tôi nghĩ là nếu chúng ta đi sâu vào đấy, khai thác được một quy mô, nếu mà trở thành như thế thì Việt Nam trở thành một cái cứ điểm sản xuất về các cái thiết bị điện tử trên thế giới thì cũng là một cái cơ hội rất lớn cho đất nước ta, nó bứt phá lên, đúng không? Thì như vậy đấy là cái mà tôi nghĩ là về ngành thì chúng ta hy vọng là sẽ có những cái ngành mà chúng ta có lợi thế. Tất nhiên những cái ngành lợi thế mà như giày dép dệt may thì chúng ta vẫn có rồi, từ xưa đến giờ rồi, nhưng mà tôi đang nói một cái ngành mới nó hiện nay. Và cái điểm trước tôi có nói là biết đâu là có những cái ngành mà chúng ta không nghĩ đến, là chúng ta không có, thì tự nhiên họ đến và xây dựng lên thành một cái ngành công nghiệp cho chúng ta, đúng không ạ? Rồi thì bây giờ vậy thì như vậy chúng ta sẽ thấy rằng là Trung Quốc nó quá rộng lớn, nó có đầy đủ các ngành, mà có những ngành chúng ta hoàn toàn không có năng lực cạnh tranh gì cả, chúng ta không thể thu hút được những cái ngành đấy, đúng không? Hoặc là chúng ta chỉ hy vọng là nhà đầu tư của họ nghĩ theo một cái cách gì đấy, họ xây dựng hẳn cả một cái cụm cứ điểm từ đầu đến chân để sản xuất ở Việt Nam, thì cái đấy thì chúng ta hy vọng thôi. Chứ còn để nếu mà để tính toán để dựa vào đấy thì tôi nghĩ là nó không chắc chắn, điều không chắc chắn là sẽ cao. Tuy nhiên vì sao chúng ta lại có cái hy vọng đấy, là chúng ta sẽ thấy rằng là bởi vì chúng ta có lợi thế khá lớn đối với nước khác. Ở Việt Nam chúng ta chỉ thua lợi thế với Ấn Độ, tức là quy mô chúng ta kém hơn Ấn Độ, lao động chúng ta kém hơn Ấn Độ, tất cả mọi thứ. Nhưng chúng ta lợi thế hơn Ấn Độ rất nhiều ở cái chỗ chúng ta ở rất gần Trung Quốc và ở những nước Đông Nam Á, ở đây trong chuỗi cung ứng chung ở khu vực này. Đấy điểm thứ nhất. Nhưng điểm cốt tử thứ hai, Ấn Độ sẽ là một đối thủ cạnh tranh chiến lược đối với Mỹ và những nước khác. Bởi vì trên thế giới này chỉ có hai nước có thể trở thành đối thủ cạnh tranh lớn nhất đối với Mỹ là Ấn Độ và Trung Quốc. Vì cái điều đấy thì chúng ta có thể nhìn thấy trên lý thuyết kinh tế, đúng không ạ? Chúng ta thấy lên trên lý thuyết kinh tế là gọi là conversion economic growth, tức là tăng trưởng kinh tế nó sẽ dần dần nó hội tụ về ở những nước có tăng trưởng cao, dần dần nó sẽ những nước có thu nhập cao tăng trưởng nó sẽ giảm dần, nước thấp nó sẽ, và dần dần thì thu nhập bình quân đầu người của các nước nó sẽ hội tụ dần dần như nhau, đúng không? Đấy là cái lý thuyết kinh tế gì đấy. Và nếu mà với quy mô dân số như Ấn Độ mà khi mà thu nhập bình quân đầu người hội tụ về như của Mỹ thì nó sẽ tăng gấp, nó phải gấp ba lần quy mô GDP của Mỹ, và như vậy nó đủ sức đe dọa. Vì sao Mỹ lại phải chặn Trung Quốc? Bởi vì quy mô và khi mà thu nhập bình quân đầu người trên đang còn rất thấp như ở Trung Quốc so với Mỹ thì tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc nó sẽ cao hơn ở Mỹ. Khi Mỹ đạt đến là một cái ngưỡng là gọi là tốc độ tăng trưởng hoàn toàn phụ thuộc vào TFP, tức là nhân tố năng suất nhân tố tổng hợp, đúng không ạ? Còn như Trung Quốc thì nó vẫn còn dựa với thu nhập đang còn thấp thì tăng trưởng ngoài năng suất nhân tố tổng hợp ra họ có một cái gì ạ? Còn có là nhờ quy mô càng lớn thì họ sẽ đạt được càng lớn. Cái thứ hai nữa là khai thác thêm năng suất của capital và năng suất của labor. Đó. Thì tất cả những cái đấy nó sẽ làm cho tốc độ tăng trưởng của những nước như Trung Quốc đang hiện nay tốc độ sẽ luôn luôn cao hơn ở Mỹ nếu mà cứ không có, tức là cạnh tranh một cách thị trường bình thường thì Trung Quốc kiểu gì cũng sẽ vượt Mỹ và vượt xa Mỹ bởi vì quy mô dân số họ cao hơn. Còn nếu mà thu nhập bình quân đầu người của Trung Quốc khi nào bằng Mỹ thì tôi nghĩ là sẽ khó, đúng không? Nhưng mà quy mô thì nó sẽ lớn hơn. Và điều thứ hai là Ấn Độ cũng sẽ thế. Và khi quy mô lớn hơn thì chúng ta sẽ thấy với một đất nước quy mô GDP lớn hơn thì thu ngân sách sẽ lớn hơn, thu ngân sách lớn hơn thì tiềm lực của sức mạnh của đất nước nó sẽ lớn hơn và tất cả mọi thứ nó sẽ đe dọa lẫn nhau. Thì tôi nghĩ là như vậy, về mặt chiến lược Ấn Độ cũng là một cái mà về mặt lâu dài thì tôi nghĩ là Ấn Độ cũng sẽ là một đối thủ chiến lược đối với Mỹ. Thì chỉ có mỗi Việt Nam là chả bao giờ đe dọa được Mỹ cả, nên là tôi nghĩ là Mỹ thấy là ở Việt Nam đấy là một cái lợi thế. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Hy vọng chương trình hôm nay đã mang lại cho quý vị một góc nhìn tích cực về sự ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 tới nền kinh tế của Việt Nam trong hiện tại và thời gian tới. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình The Insight số 16 vào tuần sau.